xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của ambe shop chào mừng các anh quay lại với kênh youtube của ambe hôm nay thì em sẽ làm clip giới thiệu đến các anh một cái sản phẩm mới của hãng ở một trong những cái hãng rất là nổi tiếng về những cái tàu lọc giúp cho các anh cải thiện tình hình sức khỏe khi mà các anh hút quá nhiều thuốc lá đây là cũng là một trong những cái sản phẩm hỗ trợ giúp các anh bỏ được thuốc lá. cái mã hàng hôm nay em giới thiệu đến các anh là mã hàng uh, ZB372 các anh nhé. mã hàng thì em có để ở trên góc trái màn hình chính vì vậy khi gọi điện thoại đặt hàng, các anh vui lòng gọi đúng mã sản phẩm bên em giao hàng đến nơi đúng theo yêu, yêu cầu của các anh, tránh giao nhầm là mất thời gian của các anh rất là nhiều nhé. Ngoài ra thì các anh cũng có thể truy cập website ambe.vn Gõ vào tìm kiếm là ZB372 để xem được thông tin chi tiết về cái sản phẩm này Hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau à, Hình ảnh chụp sắc nét ở các góc cạnh khác nhau các anh nhé à, Cái sản phẩm ở trên tay em đấy là cái sản phẩm có hộp hai lớp rất là sang trọng Cái khác hoàn toàn so với lại uh, những cái hộp uh, trước đây em có giới thiệu của hãng Zobo thì là cái hộp màu đen hoặc là cái hộp màu nâu thì hôm nay em mang đến cho các anh một cái sản phẩm với cái hộp màu trắng các anh ạ Vỏ ngoài được làm màu trắng, giấy cứng Và vỏ trắng, vỏ bên trong cũng được làm bằng uh, giấy, giấy giả da các anh nhé sờ rất là mịn, rất là thích luôn Và cũng được làm màu trắng luôn, trắng sữa các anh ạ Và logo Zobo được uh, dập, được in ở trên này với một cái màu đồng đỏ Rất là đẹp, rất là sang trọng Tại vì sao hãng lại thay đổi cái màu như thế này Nó, cái sản phẩm này có một chút đặc biệt các anh ạ Có một chút đặc biệt thay đổi từ hãng Và có thể nói là cao cấp Và độc đáo nhất từ trước đến nay Cũng như là mang lại cho các anh Một cái sự an toàn nhất từ trước đến nay Thì đây là một cái tẩu Mẫu mới nhất của hãng Mẫu này thì em đang cầm ở trên tay Nó có màu vàng Ngoài ra thì em còn có màu bạc Uh, cái uh, mẫu mã hàng em để là 372 Thì em sẽ để um, tượng trưng là 372 các anh nhé Ngoài ra thì cái mẫu này sẽ có series Một series 373, 374, 375 Thì uh, nó chỉ khác nhau một chút Cái họa tiết ở trên này thôi không đáng kể Thì uh, bên em sẽ giao ngẫu nhiên Bởi vì nó vẫn thuộc cái series 37 từ 370 đến 379 thì nó vẫn sẽ giờ giống hệt nhau, nó sẽ không khác nhau gì cả, chỉ khác nhau một chút họa tiết thay đổi thôi. Thì uh, nếu như mà thấy mã hàng nó có hơi khác một chút thì các anh cũng hoàn toàn yên tâm là nó vẫn là một các anh nhé. Đấy. Cái sản phẩm thì có hai màu đó là màu bạc và màu vàng ánh kim này rất là sang trọng. Uh, màu bạc thì các anh có thể xem ở trên website ambe.vn. Cái sản phẩm thì có hình khác như thế này. Đấy, hình thác sâu các anh nhé. Được làm từ kim loại nguyên khối. Và cái điều đặc biệt ở đây là kim loại là kim loại thép các anh nhé. Và điều đặc biệt nữa là đây là được làm từ thép trong y tế. Đó là thép 316L. Thép chuyên dùng trong các thiết bị y tế với một cái đặc tính kháng khuẩn rất là cao. Đấy, uh, sau đợt Covid vừa rồi thì cái sức khỏe được đề cao hơn. Và những anh hút thuốc thì cũng có nguy cơ mà bị... Uh, uh, covid cũng như là nặng hơn, cũng như là nhiều cái triệu chứng lâu dài về sau nhiều hơn, chính vì vậy là các anh cũng có nên là bỏ thuốc đi hoặc là hạn chế thuốc đi thì các anh cũng có thể sử dụng cây tẩu này. Thì cây tẩu này có tính năng là kháng khuẩn rồi, à, cũng như là kèm theo cái chức năng lọc nữa thì um, giúp cho các anh cải thiện được cái tình hình hút thuốc của mình rất là nhanh chóng thôi, kèm với lại một những cái sản phẩm bảo Uh, hỗ trợ bỏ thuốc lá nữa thì đây là một trong những lựa chọn tuyệt vời dành cho các anh muốn bỏ thuốc lá nhanh nhất có thể uh, cây tẩu này cũng rất là đặc biệt khi mà nó làm đến 3 size các anh có thể quan sát cho em đến 3 ring size phù hợp với lại ba dòng thuốc phổ biến nhất trên thị trường hiện nay đây là cây tẩu duy nhất làm được điều này luôn các anh ạ à. bình thường bên em chỉ giới thiệu những cây tẩu có thể là hút được hai size thôi nhưng cây tẩu này hút được 3 size rất là vừa vặn với các anh hút rất là nhiều dòng thuốc luôn Đấy, Ở đây thì chúng ta cũng có một bộ lọc Đây là cây tẩu vệ sinh các anh nhé Cây tẩu vệ sinh các anh cũng có thể tháo tung ra để vệ sinh Đấy, Tẩu vệ sinh các anh có thể tháo tung ra để vệ sinh Đấy. Tất cả các bộ phận thì có thể tháo rời để lau chùi vệ sinh sạch sẽ Sau mỗi lần bị tắc mình hút bị bẩn Thì tầm 5 đến 7 điếu thì mình sẽ vệ sinh một lần Hoặc là khi mà mình không giết được nữa thì mình sẽ vệ sinh các anh nhé Đấy, tẩu rất là chắc chắn Được đúc Cây tẩu này thì Được đúc nguyên khối các anh nhé Được đúc nguyên khối luôn Cầm rất là nặng và chắc chắn Cầm trên tay rất là nặng và chắc chắn Thoải mái Các anh đánh rơi không hỏng được Đấy Anh nào mà kết cái sản phẩm này Em xin lỗi một chút là uh, Nếu như em không nhầm thì Hãng còn sơ cua cho các anh nữa Cái sản phẩm này thì Không được À đây Hãng có sơ cua cho các anh À Cái sản phẩm này thì uh, có thể là hãng đã thiết kế rất là là chắc chắn rồi bằng kim loại đúc nguyên khối nên là có thể là nó sẽ không hỏng được nữa nên là hãng không tặng thêm đầu đầu sơ cua đầu trên này sơ cua như mọi khi nữa mà hãng chỉ tặng cho một cái thông vệ sinh cũng như là bốn cái răng để uh, khi mà răng hỏng thì các anh có thể thay thế thôi đấy uh, có nghĩa là cái sản phẩm này của hãng làm ra là nó quá chắc chắn rồi nó quá bền rồi mình không cần phải sơ cua nữa đấy là cái điều đặc biệt của cây tàu này anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này amesop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc hoặc là anh có thể truy cập website ambe vn đặt mua luôn ở trên các site cũng như là để tiết kiệm thời gian cũng như là bảo mật thông tin các anh vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé cái hộp hai lớp rất là sang trọng như này cũng rất là uh, thích hợp làm quà tặng Uh, cho bạn bè đối tác đồng nghiệp với một cái sản phẩm rất là chất lượng uh, một cái sản phẩm rất là phong cách uh, đẳng cấp uh, tuyệt vời như thế này uh, món, món quà rất là ý nghĩa các anh nhé và đặc biệt là các chị yêu chồng thì tặng cho chồng một cái để giúp cho mình vừa loại bỏ được uh, cái mùi hôi trong nhà cũng như là giúp đảm bảo kho sức khỏe của chồng mình Đấy, uh, duy trì được cái cuộc sống nó dài lâu hơn Đấy, xin cảm ơn các anh chị rất là nhiều